Vân xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm theo dõi kênh tin tức tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hữu ích nhất ở 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Trận vỡ đập thủy điện kinh hoàng nhất lịch sử Trung Quốc được xây dựng vào năm 1952 trên sông Hoài Nam thuộc tỉnh Hà Nam. Đập Bản Kiều chính là một trong những thủy điện tầm cỡ quy mô lớn đầu tiên của quốc gia này. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 1975, do ảnh hưởng của siêu bão Nina đổ bộ vào Trung Quốc, khiến lượng mưa đo được trong 3 ngày liên tiếp lên đến 1.605,3 mm. Lượng nước mưa quá nhiều khiến con đập Bản Kiều bị vỡ và gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng. Ước tính vụ vỡ đập thủy điện kinh hoàng này đã khiến 171.000 người thiệt mạng, riêng số người chết trong lũ lụt đã lên tới 26.000 người, còn lại tử vong do nạn đói và dịch bệnh ngay sau đó. Khoảng 11 triệu người dân khác bị mất nhà cửa khi 5,96 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Ngoài ra, đập Bản Kiều bị vỡ còn cuốn trôi hơn 300.000 con gia súc gia cầm, phá hoại và gây ách tắc cho tuyến đường Bắc Kinh-Quảng Châu, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới gần 10 tỷ USD. Sự cố vỡ đập Bản Kiều được cho là đã phá hủy đi một nguồn cung cấp năng lượng khổng lồ của Trung Quốc. Cụ thể, với công suất đạt tới 18 GW, tương đương với 9 nhà máy nhiệt điện hoặc 20 lò phản ứng hạt nhân, nhà máy thủy điện này ở Trung Quốc có thể đáp ứng được mùng 1 tháng 3 nhu cầu sử dụng năng lượng vào lúc cao điểm của cả Vương quốc Anh. Lý do đằng sau sự cố vỡ đập Bản Kiều nằm trên sông Nhữ ở địa cấp thị trú Mã Điếm của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Công trình này được hoàn thành vào năm 1952, là một phần của chiến dịch chế ngự sông Hoài và các nhánh của nó sau những trận lụt nghiêm trọng xảy ra vào các năm trước. Đây cũng là công trình cung cấp nước tưới tiêu cho đất nông nghiệp ở lưu vực sông Hoài. Khu vực bao gồm một số tỉnh và là nơi sinh sống của 170 triệu người. Lõi của con đập được tạo thành từ hàng tấn đất sét, phần lớn không thấm nước, được bao bọc bởi một lớp vỏ cát dày. Con đập cao 8 tầng, có nhiệm vụ giữ 158 tỷ gallon nước, tương đương 240.000 bể bơi cỡ Olympic, không đổ xuống các ngôi làng bên dưới. Sau 15 tháng xây dựng, đập Bản Kiều hoàn thành vào năm 1952 và được các kỹ sư Liên Xô gia cố lại. Con đập này được các quan chức chính phủ gọi là đập sắt, đủ rộng và đủ vững chắc để chịu được lũ lụt kéo dài 100 năm và thậm chí 1.000 năm. Tuy nhiên, năm 1975, đập Bản Kiều đã bị cơn bão Nina tấn công với lượng mưa lớn lên tới 63 inch, khoảng 1.600 mm. Bão Nina khiến con đập Himantan ở thượng nguồn sông Hoài đã bị vỡ trước, tạo ra một bức tường nước khổng lồ dội vào đập Bản Kiều. Nửa giờ sau, đập Bản Kiều đã bị đổ sụp và khiến hàng trăm nghìn người mất mạng. Các chuyên gia cho rằng, chính những sai phạm trong quá trình xây dựng đập Bản Kiều đã dẫn tới thảm họa vỡ đập kinh hoàng. Ông Chen Xing, nhà thủy văn người Trung Quốc tham gia xây dựng đập Bản Kiều, từng bày tỏ sự lo lắng về chính sách xây đập của chính phủ. Ông cảnh báo rằng việc xây dựng quá nhiều các đập và hồ chứa có thể khiến mực nước ngầm ở Hà Nam vượt quá mức an toàn và dẫn đến thảm họa. Ông cũng đã đề nghị xây 12 cửa xả cho đập Bản Kiều, nhưng ý kiến này đã bị gạt đi và dự án chỉ có 5 cửa xả. Sau đó, những sai phạm kỹ thuật ở con đập ngày càng gia tăng, các công nhân đắp đập không có kinh nghiệm xây dựng hồ chứa. Các vết nứt hình thành trong 5 cửa cống mà chính phủ đã cho phép, cũng như trong chính con đập. Các vết nứt cuối cùng đã được khắc phục với sự hướng dẫn của các kỹ sư Liên Xô, nhưng không có sự bảo dưỡng hoặc kiểm tra thường xuyên để xác định xem con đập được sửa chữa có thể chịu được một trận mưa đại hồng thủy hay không. Kỹ sư Jan West, chuyên gia về cơ sở hạ tầng tài nguyên nước tại GE Consulting ở California, Mỹ cho biết, bạn phải nghĩ về các con đập như những sinh vật sống cần được chăm sóc suốt đời. Nhưng với đập Bản Kiều, theo tất cả tài liệu, hồ sơ hầu như không có bất kỳ sự bảo dưỡng nào. Theo chính phủ Trung Quốc, đập Bản Kiều được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn tần suất lũ 1.000 năm một lần tương ứng lượng mưa 300 mm ngày. Tuy nhiên, thực tế thì trận lũ với tần suất 2.000 năm một lần đã xảy ra. Vì thế, đập Bản Kiều khi đó phải hứng đến 697 tỷ mét khối nước, trong khi năng lực được thiết kế chỉ là 492 tỷ mét khối nước. Trong thời gian 3 ngày, lượng mưa khoảng 1.397 mm thậm chí có lúc lên tới 1.600 mm đã đổ xuống một khu vực thường chỉ nhận được ít hơn 800 mm một năm. Lượng mưa gần bằng một nửa dung tích nước tối đa mà hồ chứa phía sau đập Bản Kiều ban đầu được thiết kế để chứa. Lượng nước đó đã nâng mực nước của hồ chứa lên 370 feet, khoảng 113 mét, hoặc cao hơn khoảng 14 feet, khoảng 4,3 mét so với mức mà tường nước của đập có thể giữ lại. Tại thời điểm đó, con đập đang bị đe dọa nghiêm trọng. Quyết cho hay, đập đất cũng an toàn như đập bê tông nếu chúng được xây dựng đúng cách, nhưng một con đập bằng đất có một điểm yếu cơ bản, đó là phải tránh làm tràn đập bằng mọi giá. Nước chảy qua một con đập bằng đất sẽ cuốn trôi vật liệu cát, đất sét hoặc đất ban đầu ở đỉnh của con đập, sau đó xói mòn dần thêm, dẫn đến sụp đổ. Khi cơn bão đầu tiên ập đến, đáng lẽ xả nước lũ của sông Nhữ phải được xả qua các cửa cống. Thế nhưng ban đầu, những người điều hành đập được yêu cầu đóng cửa. Theo giải thích lúc đó, các cửa vẫn chưa được mở để giảm thiểu lũ lụt nghiêm trọng ở hạ lưu vốn đang càn quét khi luồng bão đổ bộ qua tỉnh Hà Nam.
Vào thời điểm tình hình trở nên nghiêm trọng, các đường dây liên lạc đã bị cắt đứt bởi cơn bão, không có thông tin. Các nhà điều hành của đập Bản Kiều đã đợi quá lâu để mở 5 cửa xả lũ. Khi đó, những cửa xả lũ này đã bị chặn một phần bởi phù sa tích tụ khi bão ập tới. Khi đập Bản Kiều vỡ, con nước với vận tốc lên tới 50 km/h ào về phía thung lũng bên dưới, cuốn đi 62 con đập khác như hiệu ứng domino. Trong vài phút, toàn bộ các làng mạc với hàng nghìn cư dân bị nhấn chìm. Thảm họa vỡ đập đã cướp đi sinh mạng của khoảng 171.000 người, giao thông bị phá hủy hoàn toàn, làm hàng triệu người bị cô lập. Người báo trước vụ thảm họa vỡ đập Bản Kiều ở Trung Quốc, vụ vỡ đập Bản Kiều khiến hàng trăm nghìn người chết, có thể đã không xảy ra nếu chính quyền Trung Quốc thời ấy lắng nghe ý kiến phản đối của một kỹ sư. Sự cố vỡ đập trên thế giới gây nhiều người thiệt mạng nhất 1 giờ ngày 8 tháng 8 năm 1975. Không lâu trước khi đập Bản Kiều vỡ, cảnh thanh bình hiện ra trước mắt dân làng ở Hạ Lưu, đó là những ngôi sao lấp lánh mọc lên khi mây đen bị xua tan. Mực nước đang xuống, lũ lụt rút rồi, một tiếng thét mừng rỡ của ai đó vang lên, nhưng đó là khoảnh khắc bình yên trước bão giông. Một người sống sót kể lại rằng chỉ vài giây sau, họ nghe thấy tiếng động cực lớn như thể trái đất đang vỡ vụn. Ít nhất 171.000 người đã thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi, nhiều người chết khi đang ngủ. Ngày nay, không còn nhiều người ở ngoài tỉnh Hà Nam, Trung Quốc biết đến vụ vỡ đập kinh hoàng mang tên Bản Kiều. Thảm họa ấy có lẽ đã không đến nếu chính quyền Trung Quốc lắng nghe lời phản đối của kỹ sư thủy lợi Trần Hưng. Theo tờ Economic Observer, ông Trần từng cảnh báo việc xây quá nhiều đập thủy điện, hồ chứa sẽ khiến mực nước ngầm ở Hà Nam tăng quá ngưỡng an toàn, gây thảm họa. Tuy nhiên, với lý do tích nước phục vụ tưới tiêu, chính quyền Trung Quốc đã cho xây 87.000 hồ chứa từ năm 1950 đến những năm 1970. Sự kiêu ngạo của quan chức khiến lời cảnh báo của ông Trần bị bỏ ngoài tai. Ngay từ năm 1955, người ta đã phát hiện một số vết nứt trong tại đập Bản Kiều. Vụ việc được xử lý với sự giúp đỡ từ Liên Xô. Giới chức Trung Quốc khi đó còn gọi đây là đập thép, hàm ý nó không thể bị phá vỡ. Kỹ sư họ Trần đã phản đối nhiều lần. Khi kế hoạch xây đập Bản Kiều được triển khai, ông Trần đề xuất có 12 cửa xả, song con số thực tế chỉ là 5. Cuối cùng, ông Trần bị đưa tới thành phố khác công tác, không được ở trong ban quản lý dự án Bản Kiều nữa. Năm 1961, ông Trần được quay lại dự án một thời gian để xử lý một vài vấn đề liên quan đến con đập, song sau đó tiếp tục phải ra đi. Lần thứ ba ông Trần trở lại là khi cùng một số quan chức Trung Quốc đi khảo sát thực địa sau thảm họa ngày 8 tháng 8 năm 1975. Lời cảnh báo của ông Trần được chú ý tới, nhưng cái giá của nó là hàng trăm nghìn mạng người. Dấu kín truyền thông phương Tây cho rằng sự cố Bản Kiều đã bị giấu kín. Bằng chứng là tận đến tháng 9 năm 2005, chính quyền Trung Quốc mới công bố con số thiệt hại về người. Thẩm Vĩnh Xã, người phát ngôn Cục Bảo mật Tin tức Nhà nước Trung Quốc, cho biết sự cố 75.8, cách truyền thông Trung Quốc gọi vụ vỡ đập Bản Kiều khiến 170.000 người thiệt mạng, trong đó 26.000 người chết trong lũ, số còn lại thiệt mạng do dịch bệnh và nạn đói. Ngoài ra, còn khoảng 11 triệu người bị trở thành vô gia cư khi hơn 5 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Thảm họa Bản Kiều lặp lại, nhiều chuyên gia thủy lợi trong và ngoài Trung Quốc từng nhiều lần lên tiếng lo ngại thảm họa Bản Kiều sẽ còn lặp lại. Lý do là Trung Quốc xây quá nhiều đập thủy điện và tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu tạo nên các diễn biến thời tiết cực đoan khó lường. Bất chấp các cảnh báo, Trung Quốc vẫn cố gắng gia tăng xây đập thủy điện. Nước này có kế hoạch nâng công suất sản sinh năng lượng lên 50%. Trong đó tỷ lệ năng lượng phi hóa thạch từ 9 đến 15% vào năm 2020. Việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc trở nên chậm lại, đặc biệt sau thảm họa Fukushima ở Nhật năm 2011. Thay vào đó, đập thủy điện sẽ gánh phần sản xuất năng lượng. Hồi năm 2013, nhiều nhà hoạt động môi trường, chuyên gia thủy lợi từng tỏ ý lo ngại về kế hoạch xây đập thủy điện của Trung Quốc trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12. Theo đó, Trung Quốc muốn xây dựng 7 con đập tương đương Tam Hiệp, đập lớn nhất thế giới, chặn ngang dòng Trường Giang tại Tam Đầu Bình, Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Trung Quốc dường như đang ngày càng đẩy mạnh xây đập thủy điện ở miền Nam với hàng chục dự án được triển khai. Có tổng cộng 32 đập lớn đang chặn ngang Nội Giang, Lan Thương, Trường Giang, ba dòng sông lớn. Trong vài năm tới, số đập có thể lên tới 100. Năm 2013, tờ Economic Observer cho biết chính quyền Trung Quốc đã phát hiện 100 trường hợp tham nhũng, nhận hối lộ, tham ô liên quan đến dự án đập Tam Hiệp. Hầu hết các trường hợp này dính líu đến quỹ tái định cư, song đáng chú ý là 16 vụ liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng. Trong khi đó, các con đập cũ cũng gây nhiều lo ngại, hàng nghìn đập được xây từ thời cải cách kinh tế. Hồi những năm 1970, Trung Quốc thống kê được có 40.000 con đập có nguy cơ bị vỡ, Bắc Kinh đã chi ra 62 tỷ nhân dân tệ để sửa chữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt chị Kíp làm chương trình, thì Vân xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với biên tập viên chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.